bắt chủ quán ăn nổi tiếng nồi đất ở Cần Thơ vì trốn thuế. Ngày 18 tháng 5, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho hay đã bắt tạm giam, khám xét nơi ở của chủ quán ăn nổi tiếng về hành vi trốn thuế. Công an đọc lệnh bắt bị can Phan Minh Thuận. Bị can là Phan Minh Thuận, 44 tuổi, còn có tên gọi là Thuận Nồi Đất, là giám đốc công ty Thuận Kiều 368, địa chỉ tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đồng thời là chủ quán ăn nồi đất nổi tiếng ở Cần Thơ. Theo cơ quan điều tra, từ nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Thuận có hành vi gian lận để trốn thuế. Để có đất xin làm dự án khu nhà ở Thuận Kiều 368, Thuận với vai trò giám đốc đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, thỏa thuận giá mua bán buông đuôi. Trong quá trình làm hợp đồng chuyển nhượng, Thuận nhờ người đánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế, mục đích nhằm trốn thuế. Thực tế, giá trị giao dịch diện tích trên 25.000m2 đất là hơn 124 tỷ đồng, nhưng khi làm tờ khai tính thuế chỉ khai thuế giá trị gần 9 tỷ đồng, thấp hơn nhiều lần giá thực tế. Việc kê khai gian dối này làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỷ đồng. Cơ quan công an đã tiến hành giám định tư pháp xác định Thuận có hành vi trốn thuế với số tiền trên 2,3 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phan Minh Thuận về tội trốn thuế. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ phê chuẩn. Công an bắt được bị can Thuận khi đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc tỉnh Vĩnh Long, khám xét nơi ở và làm việc, thu giữ được các tài liệu có liên quan đến các sai phạm khác của Thuận. Cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Cần Thơ thông báo đến cá nhân, tổ chức liên quan hoặc bị Phan Minh Thuận, còn gọi là Thuận Nồi Đất, chiếm đoạt tài sản có thể liên hệ phòng cảnh sát kinh tế, số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gặp điều tra viên để cung cấp thêm thông tin.